Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của em Huy. Ngày hôm nay là ngày 10 tháng 3 thì VinFast có ra rất nhiều chương trình ưu đãi cho dòng xe VinFast và đặc biệt là dòng xe VinFast Lucky. Thì em làm cái video ở đây để muốn thông báo với mọi người cái chương trình cụ thể cùng với giá bán lăn bánh và tư vấn cho mọi người về chương trình trả góp đối với dòng xe VinFast Lucky. Thì như mọi người biết đấy, thì tháng 3 này ngoài những cái chương trình mọi người đã biết rồi, ví dụ như VinFast tất cả các dòng xe của VinFast gồm cả VinFast Lux và VinFast Fadil thì đều được nâng bảo hành lên là 10 năm ngang với cả xe điện. Và ngoài ra theo chương trình ưu đãi của chính phủ tại thời điểm này thì các dòng xe lắp ráp trong nước, trong đó có các dòng xe của VinFast thì đều được hỗ trợ 50% thuế trước bạ. Đấy, thành ra khi mọi người mua xe trả góp thì số tiền trả trước vốn dĩ đã ít đi rồi và cái giá xe lăn bánh cũng được hỗ trợ rất là nhiều. Và đặc biệt đợt này VinFast còn cho áp dụng hai voucher cùng trên một chiếc xe. Ví dụ như mọi người biết được là VinFast có voucher 150 triệu và voucher 200 triệu của Vinhome đấy. Thì bình thường là sẽ chỉ được áp một voucher thôi. Mọi người có một cái 150 thì được giảm 150 triệu, có voucher 200 được giảm 200 triệu vào giá xe. Bây giờ mọi người được áp hai voucher. Nhưng ví dụ mọi người có hai chiếc voucher 200 là được giảm tối đa đến 400 triệu. Còn nếu mọi người có hai chiếc voucher 150 thì sẽ được giảm tối đa lên đến là 300 triệu. Đấy, còn nếu như mọi người chưa có sẵn voucher của bên Vinhome thì có thể liên hệ trực tiếp cả em Huy. Em sẽ tư vấn cho mọi người chi tiết nhất và tìm mọi người mua voucher với giá tốt nhất. Đấy, thì nếu mọi người mua voucher tại thời điểm này thì sẽ nên mua voucher 150 mọi người nhé. Tại vì voucher 150 ở thị trường đang có rất nhiều, có nhiều hơn là số lượng voucher 200. Đấy, và em sẽ báo giá mọi người chi tiết giá bán này và giá lăn bánh này của dòng xe VinFast Lux, chưa bao gồm giá voucher nhé. Giá voucher mọi người hãy liên hệ trực tiếp với em để nắm được giá cụ thể nhất, cộng thêm với cái hoặc có thể tham gia vào đường link Facebook hoặc hội nhóm ở trên Zalo, em để link ở phía bên dưới đấy. Đấy, thì khi mọi người tham gia hội nhóm sẽ cập nhật liên tục và hỗ trợ mọi người sau này nữa về các cái sử dụng xe, bảo hành, bảo dưỡng nhé. Bây giờ em sẽ báo giá cụ thể cho mọi người. Ở tháng 3 này thì dòng xe Lux A bản bay bản tiêu chuẩn đấy và giá lăn bánh ở tại Hà Nội đang là 723 triệu 155 nghìn cộng với cả tiền mua hai chiếc voucher 150 mọi người nhé. Giá này đã trừ áp dụng hai voucher 150 rồi. Và giá lăn bánh ở tỉnh của dòng Lắc A bản tiêu chuẩn sẽ là 694 triệu 965 nghìn cộng thêm với cả tiền mua hai voucher 150. Còn Lắc A bản nâng cao và Lắc A phiên bản nâng cao có giá lăn bánh ở tại Hà Nội sau khi áp dụng hai voucher sẽ là 800 triệu 595 nghìn cộng thêm với cả chi phí mua hai chiếc voucher 150. Còn ở tỉnh thì Lắc A bản nâng cao có giá lăn bánh là 771 triệu 525 nghìn cộng với cả chi phí mua hai voucher 150. Còn Lắc A phiên bản cao cấp nhất thì có giá lăn bánh sau khi trừ voucher là 945 triệu. Lắc A cao cấp lúc lăn bánh sẽ có tại Hà Nội sẽ có giá là 945 triệu 544 nghìn cộng thêm với cả chi phí mua hai voucher 150. Còn giá lăn bánh của Lắc A cao cấp ở tại lấy biển tỉnh sẽ là 914 triệu 857 nghìn và cộng thêm với cả chi phí mua hai voucher 150. Đấy, thì như mọi người biết đấy, thì Lắc A phiên bản nâng cao thì sẽ hơn phiên bản tiêu chuẩn ở chỗ là sẽ có cốp điện này, camera 360 độ này, có hai ống xả này, có viền nẹp chrome này, có kính hậu tối màu này. Đấy, đấy một số cái chi tiết cơ bản. Còn đâu Lắc A phiên bản cao cấp thì sẽ có thêm la răng 19 inch đấy, và công suất của máy sẽ cao hơn một chút đấy. Ngoài ra thì sẽ có ghế chỉnh điện 12 hướng đấy. Còn đâu ở trên phiên bản Lắc A bản tiêu chuẩn ở phiên bản nâng cao thì sẽ có ghế ghế sẽ chỉ có thể chỉnh điện được 4 hướng thôi đấy. Và cái quan trọng nhất đó hướng kéo lên kéo xuống ấy, thì mọi người sẽ đều là hướng chỉnh cơ. Đấy, để mọi người nắm thêm một thông tin nhé. Ngoài ra em sẽ tư vấn thêm cho mọi người về chương trình trả góp. Thì trả góp ở phiên bản Lắc A bản bay sau khi đối với giá lăn bánh ở tỉnh
Ở Hà Nội là 723 triệu 155 nghìn và ở tỉnh sẽ là 694 triệu 965 nghìn. Thì sẽ được vay là 801 triệu, tức là mọi người sẽ chỉ cần phải bỏ có cái chi phí mua voucher, hai chiếc voucher 150 thôi là mọi người hoàn toàn có thể lấy được chiếc xe VinFast Lắc A bản tiêu chuẩn rồi. Đấy. Còn đối với cả VinFast Lắc A phiên bản nâng cao thì giá lăn bánh ở Hà Nội là 800 triệu 595 nghìn và giá lăn bánh ở tỉnh là 771 triệu 525 nghìn, thì mọi người được vay tối đa là 801 triệu 276 nghìn, và với cái chi phí này thì còn vượt quá cái số tiền bỏ ra. Mọi người chỉ cần được bỏ ra cái tiền mua voucher 150 thôi cũng đã đủ rồi. Còn có về cái hồ sơ vay trả góp ấy, thì mọi người cứ nhớ cho em nhé, nếu mọi người là cá nhân thì mọi người cần chuẩn bị cho em đó là chứng minh thư của cả hai vợ chồng này, hộ khẩu này, đăng ký kết hôn này, đấy là hồ sơ pháp lý. Còn đâu về hồ sơ chứng minh nguồn thu thì mọi người cần có sao kê bảng lương đấy, hoặc mọi người cần có hợp đồng lao động này, sao kê lương này. Nếu mọi người không sao kê lương, mọi người có thể có bảng lương đóng dấu của công ty cộng thêm với cả có bảo hiểm xã hội là làm được. Và nếu như khi mọi người có đầy đủ những cái hồ sơ như như vậy rồi thì mọi người nên chọn những cái ngân hàng có lãi suất rất là tốt, ví dụ như ngân hàng Shinhan Bank đấy, chỉ có 7,5% trong suốt quá trình vay thôi. Và gần đây nhất em có tìm được một ngân hàng nữa cũng là ngân hàng của nước ngoài, đó là ngân hàng Character Standard đấy, ngân hàng Anh Quốc, ngân hàng Character Standard thì có lãi suất cố định sẽ chỉ có 7% trong suốt quá trình vay thôi. Nhưng mà điều kiện tiên quyết đối với các ngân hàng nước ngoài này đó là mọi người phải có lương chuyển khoản nhé, cần có sao kê lương thì mới có thể làm được. Còn nếu như mọi người không có sao kê lương thì mọi người có thể làm những ngân hàng khác, lãi suất cũng khá là tốt đấy. Ví dụ như là mọi người có thể làm ngân hàng Techcombank đấy, hay ngân hàng Tiên Phong Bank đấy, em sẽ tùy vào hồ sơ của ngân hàng sẽ tư vấn cho anh chị cái ngân hàng tốt nhất, phù hợp với mình nhất, làm hồ sơ nhanh chóng nhất để anh chị có thể lấy được xe sớm nhất ạ. Ngoài ra thì em sẽ có một chút lưu ý mọi người thường hay hỏi, đó là khi mua xe, mọi người ví dụ vay 700 triệu mua xe chẳng hạn, thì hàng tháng mọi người sẽ trả cả gốc cả lãi rơi vào bao nhiêu. Thì đối với ví dụ như mọi người vay 700 triệu đối với dòng xe VinFast Lắc A bản tiêu chuẩn thì hàng tháng mọi người sẽ trả loanh quanh cả gốc cả lãi khoảng 11 triệu, và tiền gốc lãi tiền hàng tháng sẽ giảm dần, lãi giảm dần do hàng tháng mình trả cả tiền gốc nữa rồi đấy. Có một chút lưu ý mọi người cần để ý nhé, đó là cái phí trả nợ trước hạn đấy. Thì ví dụ như mọi người vay dư nợ 700 triệu thì có thể sau 1-2 năm mọi người có tiền thì có thể tất toán được luôn, và cái phí của nó sẽ chỉ rơi vào phần khoảng 2-3% thôi, tùy vào cái thời gian mọi người tất toán. Nếu trong năm đầu tiên thì mọi người tất toán thì thường phí sẽ là 4%, còn nếu như mà mọi người tất toán ở năm thứ ba thứ tư thì hầu như là sẽ không mất phí tất toán, hoặc chỉ mất phí tất toán trước hạn chỉ có 1% thôi đấy. Thì mọi người hãy lưu ý cho em cái vấn đề đấy nhé, và đặc biệt là có ngân hàng Vietcombank thì lúc nào phí thanh toán trước hạn cũng chỉ có 1% thôi ạ. Đấy là chi tiết về trả góp ngân hàng. Thế ngoài ra thì hiện tại bây giờ dòng xe VinFast Lắc A thì số lượng xe đang rất là tốt, có thể giao xe được ngay cho mọi người, không bị khan như cái giờ trước trước Tết đấy đoạn. Nên mọi người hãy nhanh chóng liên hệ với em để hoặc tham gia vào link group Zalo hoặc Facebook, em sẽ cập nhật ở trên đấy những cái màu xe, những phiên bản xe có sẵn cùng với giá voucher cho mọi người nhé. Cảm ơn, chào tạm biệt mọi người.